Xin chào mừng các bác đã trở lại với cả trang kính cổ kính xưa. Ngày hôm nay em lên một lô kính cơn mà vàng thẩm nguyên 7079 nhá. Đây là cái lô này thì nó còn nguyên tem. Đấy, tức là nguyên tem với là nguyên siêu. Sản xuất dạng thẩm nguyên 7079 đều là mạ vàng. Tất cả là ok hết. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn nguyên tem mới new. Mới cắm cựa nhá. Dòng này chắc là em thì nói nhanh hơn, bởi vì chia sẻ các bác là trong quá trình là mấy chục năm qua thì bán kính cổ đồ cổ thì em giới thiệu những cái dòng này nó quá nhiều rồi. Đấy. Vâng. Tất cả là hàng thứ nhất hay hàng thứ hai thì nó đều một mẫu hết, tức có nghĩa là size 52 và là chiều ngang là 13,8 nhá. Vâng. Đều là trong tình trạng new rồi thì nó cũng lướt qua đấy. Vâng, bởi vì nó đều là mới cắm cựa hết, zin hết nhá. Vâng. Đấy. Và tất cả thông tin thông số thì nó đều giống nhau hết, bởi vì đây là em xếp riêng một lô để các bác nó có cái lựa chọn nó sướng hơn. Đấy. Gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó vẫn là AO rồi, đấy là cái thông số đặc trưng của cái dòng này rồi. Đó. Và đây là em quay tượng trưng cho 7 cái nhé. Vâng. Thế còn nếu mà các bác nào thích ảnh riêng thì là em sẽ gửi ảnh riêng. Đó. Thông số thì như nhau hết ạ. Vâng. Đều rất là một rất đẹp nhé. Vâng. Đó. Vì là trong tình trạng new thì nó mới cắm cựa thì yên tâm rồi. Nói chung là cái dòng này trong quá trình mấy chục năm qua thì em giới thiệu quá nhiều rồi. Xuất sắc, zin hết nhé. Vui vẻ zin nhé. Vâng. Không phải nghĩ văn ngợi nhé. Mạ vàng còn sáng lên gương nữa, còn điểm gì mà phải chê nữa. Xuất sắc nhé. Ok chưa? Chui về mới cắm, mới cứng luôn. Tình trạng nó mới như nhau luôn, không phải nghĩ văn ngợi. Đấy, gầm cầu dưới, giữa thì bao giờ nó có thông số là chữ AO. Ok chưa? Tiếp theo đi hai sang hai càng, đây là càng phải nhé. Chữ viết hoa, chữ to nhưng mà đầy đầy mạ vàng nhé. 5 và 2 biểu tượng logo American Obisco nhé. Đấy, thông tin thông số thì yên văn tâm nhá, không phải nghĩ văn ngợi nhá, vì giới thiệu quá nhiều, mấy chục năm qua giới thiệu những dòng này, giới thiệu đi giới thiệu lại nhiều, nhưng bên em đang dạng giới thiệu đi giới thiệu lại để cho những người mới nắm bắt được hết cái thông số kỹ thuật, cũng như là về kính, về quy trình mua bán, về thời gian bán hàng thì là bao giờ em phải nói lại, vì là nói đi nói lại như thế thì người mới thì người ta mới biết được, nắm bắt được là quy trình mua bán thế nào, thời gian bán hàng như thế nào và ra làm sao, mọi thứ là đầy đủ hết. Vâng. Và hôm nay thì em cho là đồng giá luôn là 6.900.000 nhé, trước toàn 7 đồng ấy. Hôm nay bán là đồng giá là 6.900.000 nhé, mà tất cả sản phẩm bán ra là bao giờ bao check bao test toàn cầu, rất yên tâm rồi, bác không phải lăn tăn. Đấy, một phần quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản để bác ship, bác nào chọn thứ hai lấy thứ ship code thì vui lòng đặt cọc 100-200k. Tức là ship code là gì? Ship code là giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc. Đấy, còn thời gian bán hàng thì bán rất là thoải mái, bán từ 8 giờ sáng cho đến 23 giờ. Từ 8 giờ đến 11 giờ tối mà tất cả các ngày trong tuần. Không nghỉ bất kể ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác đến thì điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất thì em đi gửi hàng, đi thẩm định đồ. Đấy, có thế thôi. Bác cứ đến điện thoại trước là ok nhất ạ. Vâng. Vì có những bác đến hai lần không gặp em, có bác đến chờ mất 1-2 tiếng thay vì cái điện thoại trước, là bên em mà sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh. Đấy, tức là địa chỉ số điện thoại song hành, một là sẽ ghi bên dưới này, hai là bên em sẽ ghi bên trên này, các bác mở ra thấy ngay, dễ nhìn dễ tìm mới thấy. Đấy, và giá thì là đồng giá thôi, 6.900.000. Ok chưa? Mọi thứ là ok, không phải nghĩ văn ngợi gì cả. Đó, xuất sắc nhé. Đấy, về thông số là như thế. Hôm nay là em tổng hợp tổng quan thì hôm nào thì em sẽ quay chi tiết trên mặt từng cây một, em sẽ lên mỗi một cây em sẽ lên riêng. Đấy, để cho các bác quan sát được cho nó sướng. Đó, rất mới đẹp nhé. Nguyên đây là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu nhé. Và đầy đủ tem này của nó nhé. Đấy, đều là chuẩn AO Mỹ nhất nhé. Bên em thì các bác biết rồi là cái thương hiệu nổi tiếng nguyên tuyến chuẩn AO nhất là Anh Pháp Mỹ, không bán chuẩn AO 2. Bởi vì sao? Bởi vì những đối tượng xấu nó bán chuẩn AO 2, bán của hàng của Nhật tái bản thập kỷ 80, 90, 2000, là đa phần là trưng phong trưng mặt, làm màu làm mè, đánh bóng cái nổ đánh thương hiệu. Bên này là cái nổ thẳng của đặt xuyên thường. Không chỉ kính cổ đồ cổ đâu, ngay cả tất cả cái mặt trái xã hội em cũng nói lên để các bác làm sao nắm bắt được về cái thủ đoạn lừa đảo tinh vi về công nghệ mạng, hay là cái thủ đoạn của những tập đoàn bất động sản hay ngân hàng. Đấy mới là cái giá trị lớn nhất mà khi mua bán kính cổ kính xưa, đồ cổ đồ xưa.
Khi mua kính cổ đồ cổ là các bác nên chú ý cái địa chỉ số điện thoại nó phải lâu năm, song hành, dễ nhìn, dễ tìm, dễ thấy, mở ra phải thấy ngay. Rất quan trọng, cực kỳ quan trọng những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm song hành. Còn đối tượng nó bán hàng dởm, hàng giả, hàng nhái thì nó không bao giờ có cái địa chỉ bán hàng lâu năm. Hay thay đổi địa chỉ, hay thay đổi số điện thoại và nó không công khai hình ảnh của một con người. Nó không quay con người. Và nó hay có cái địa chỉ chung chung như là khu chân chung cư, cổng khu tập thể. Hay là ví dụ như là Triều Khúc Thanh Xuân hay là Gia Lai Con Tum Đắk Lắk Buôn Ma Thuột. Đấy là cái địa chỉ đấy là mua bán, đấy là rất là rủi ro khi mua kính của đồ cổ, đồ đắt tiền. Đó, các bác hết sức chú ý nhé. Vâng, rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Bác nào như quý trang kính cổ xưa có thể nút đăng ký kênh, subscribe, bác phải biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video thì hệ thống YouTube sẽ chuyển nhân rất nhanh. Vâng, một lần nữa là rất cảm ơn các bác luôn luôn đồng hành cũng như chia sẻ, like và share. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở phía sau.